Đây này là mấy cái chỗ bắp bự kìa. Đây nè. Dạ rồi, chỗ gần cho nó bự đưa vô cho nó bự nữa. Vậy nó ăn trước có bắp kìa, chắc trước bắp bự kìa. Này mấy công qua. Hả? Này nó hai công mấy nè. Hai công con giặt trong nhà nó. Nhà ba công. Ok. Bắp này. Đưa vô gần ngay vô gần vậy. Dạ. Bắp cải không đó nha, bắp cải đó. Đúng.